Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt truyện Hoàng đế Hắc Hoáng của tác giả Tú Cẩm. Thể loại truyện 1-1 báo thù rửa hận, cổ đại cuồng đấu, HE ngọt sạch sủng, thâm tình trọng sinh. Truyện hoàn 83 chương. Văn án: Hoàng đế bệ hạ đời trước là một hôn quân có kết cục khá bi thảm. Xa lánh trung thần, gần tiểu nhân, cưới một hoàng hậu cắm sừng cho mình, cuối cùng chết dưới đao của quân phản loạn. Cuộc đời khó có được cơ hội sống lại một lần nữa, hoàng đế bệ hạ quyết định phải trở thành một minh quân. Ngài muốn thay đổi tất cả. Thế là, thái tử điện hạ 15 tuổi bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, chăm chỉ hiếu học. Có ân đền ân, có thù báo thù, chỉnh chết án vướng phản nghịch, đã bay hoàng hậu ngoại tình. Còn có phải báo đáp một nhà thái phó trung thành. Thế nhưng, nhà thái phó có một vị tam lang mà đời trước ngài chưa gặp. Tên ấy bình thường cũng rất tuấn tú phong lưu. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy hình như mình sắp đoạn tụ rồi. Một đêm nọ trong đông cung, thái tử Tử Canh kinh hoàng giật mình thức dậy giữa đêm. Tất cả những gì trải qua ở đời trước hiện lại trong đầu Tử Canh đều như một cơn ác mộng, mà hắn chính là thủ phạm bởi sự ngu ngốc vô tri của mình. Tử Canh trở về năm 15 tuổi, tất cả vẫn chưa bắt đầu. Hắn vẫn còn sống, phụ hoàng vẫn khỏe mạnh, giang sơn đại lương chưa tan nát trong biến loạn. Hắn chưa đánh mất thiên hạ vào tay kẻ khác. Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại, hắn thề sẽ không đi vào vết xe đổ kia, phải làm cho đại lương phồn hoa muôn dặm. Đời trước lúc xa cớ đất thế, Tư Canh bị tân tiên sinh Tấn Nhất Lai mắng cho tỉnh cả người, mắng hắn ngu muội, mắng hắn không nể nang gì cả. Nhưng chính Tấn Nhất Lai cũng là người giúp đỡ Tư Canh giành lại nó nửa giang sơn. Tư Canh vừa biết ơn vừa kính nể. Thế nên đời này, điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy là hiếu kính phụ hoàng, sau đó là ôm đùi Tấn Nhất Lai. Thái độ chuyển biến tốt đẹp của thái tử khiến hoàng đế và cả triều thần hết sức vừa ý. Khiêm tốn hiếu lễ, hiếu thảo nhân từ, đây mới là thái tử mà họ muốn phò tá. Vì đời trước đế hậu tình thâm, Tư Canh là con trưởng do hoàng hậu sinh ra, cho nên được hồng gia đế hết mực yêu thương tin tưởng, tự tay nuôi nấng dạy dỗ. Tình cảm phụ tử hai người không câu nệ lễ nghĩa quân thần, cứ như hai cha con bình thường vậy đó, không sau đó mưu kế thử lòng. Cho nên vị trí thái tử và con đường đăng cơ của Tư Canh vô cùng thuận lợi. Có phụ hoàng chạy sẵn đường đi, dẹp loạn phản tặc xoắn ngôi đoạt đích. Nhiệm vụ của Tư Canh là rèn luyện bản thân để sau này không phụ lòng người. Thế mà có một cô nương cũng không theo đuổi xong, mất mặt hoàng gia. Từ ngày được trùng sinh về, Tư Canh cứ 2-3 bữa lại chạy đến Tân Phủ. Tân gia ba đời làm quan, Tân Thái Phó là các lão trong triều, thầy dạy học của thái tử, tính tình cương trực. Trong triều nổi tiếng hùng dữ của hủ, không ai cãi nhau bằng ông. Tấn Nhất Lai là trưởng tử và là nhi tử duy nhất của Tấn Thái Phó. Từ nhỏ bị phụ thân hắn đánh mắng mà lớn, không phải đồ hắn gì mà do ông cụ chê Tấn Nhất Lai không ra hồn không nên thân. 10 năm trước, phu thê Tấn Nhất Lai và Hoàng Thị đã bị thay thế bởi hai linh hồn xuyên không mà đến. Hai người vô tình chiếm lấy thân xác phu thê Tấn gia, trong lòng áy náy với Tấn Thái Phó nên đối với ông cụ là nói gì nghe nấy, mắng thì nghe, đánh thì chịu. Tấn Nhất Lai kia trước khi xuyên đến là tiến sĩ quân sự, cho nên đến đây dùng kiến thức của mình cùng thế tử kiếm tiền bằng những chế tạo linh tinh. Khi hồi kinh lại được sự đeo bám ngưỡng mộ và ủng hộ của thái tử, hai người tạo ra nhiều đóng góp cho đời sống, quân sự và kinh tế như đạn pháo, xi măng, xà bông, gương đồng, máy dệt, mở cửa biển. Tấn Nhất Lai tuổi trạc tứ tuần, cùng thế tử có 5 người con, trưởng tử Thụy Hòa thì Đỗ Trạng Nguyên, tài hoa xuất chúng, là đứa cháu cưng của Tấn Thái Phó. Ngoài hai đứa con trai song sinh còn bé xíu đầu đề trỏng, còn cặp song sinh Long Phượng Thị Sương và Đại Trân tuổi vừa 13. Thị Sương là con mọt sách, còn tiểu thư Đại Trân chính là con ngựa đứt cương. Từ nhỏ Đại Trân đã theo mẹ học tập quản gia, xử lý việc vặt, được Hoàng Thị dạy dỗ theo tư tưởng hơi hiện đại. Đại Trân thích học hỏi, thích buôn bán kiếm tiền. Nàng về kinh thành như thả cá về sông, ngày ngày nàng giả nam trang, chạy đi chạy lại lo mở cửa hàng. Lần gặp đầu tiên, Đại Trân nói mình là tam công tử Tân gia, Tử Canh đã tin sái cổ. Tử Canh đã gặp Tân gia nhị lang Thụy Sương ở thư viện. Quả thực hai người nhìn rất giống nhau. Đại Trân chỉ là một cô bé 12-13, nét thiếu nữ chưa nảy nở, mặc nam trang vẫn như một thằng nhóc mà thôi. Đại Trân cùng Tử Canh hợp tác góp vốn làm ăn, giao lưu qua lại với nhau rất thân thiết y như huynh đệ. Làm bằng hữu dòng dã 2-3 năm trời, đến khi Tử Canh phát hiện mình thích tam lang. Thần là đế vương tương lai, vừa chớm yêu lại phát hiện mình đoạn tụ là một đả kích lớn lắm đó.
mà người mình thích lại còn không có ý với mình nữa. Từ Canh buồn lòng muốn phát bệnh luôn. Thật lòng mà nói, tác giả xây dựng Từ Canh là một thái tử vô cùng ngây thơ. Ngoài sự vụ triều đình nghiêm túc tỉ mỉ, thì Từ Canh đúng chuẩn là thiếu nam 18 ngây ngô bối rối với tình yêu luôn. Hồng Giao hoàng đế biết tin con trai mang tâm bệnh mà sinh bệnh, sau khi điều tra lại dở khóc dở cười. Ông nghi ngờ có phải thái tử nhà mình mắt có vấn đề hay không mà tiếp xúc mấy năm không nhận ra sự thật. Từ Canh làm cho ông hơi lo lắng cho tương lai đất nước rồi đó. Nhưng thôi kệ, nhìn đứa con ngốc ngốc tự buồn tự vui, cho nên ông không nói sự thật mình điều tra được cho hắn nghe. Hồng Gia Đế là một vị hoàng đế rất dễ thương so với những hoàng đế mình từng đọc. Ông còn đi đến Tân Phủ lấy cớ thăm bệnh Tấn Nhất Lai mà nhìn mặt con dâu. Đến khi thái tử thống suốt, ông còn dạy hắn cách theo đuổi thế tử nữa. Sau khi bị chính mình làm thương tâm không dứt, bình tĩnh dùng não thì Từ Canh cũng phát hiện sự thật, Đại Trần là nữ giả nam. Hại hắn lo lắng bấy lâu nay, đến đây lại xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng. Đại Trần có thích hắn không? Còn một vấn đề siêu nghiêm trọng nữa là Tân gia có đồng ý gả con gái cưng vào cung không? Tân Nhất Lai cưng chiều áo bông nhỏ cho biết, nằm mơ. Hai huynh đệ Tân gia muội khống tỷ khống cho biết, nằm mơ. Dù Từ Canh tài đức vẹn toàn, khôi ngô đĩnh đạc, nhưng thân phận khiến hắn phải làm đủ cách để cảm hóa Tân gia và theo đuổi Đại Trần. Dùng hết lòng thành hứa hẹn đời này kiếp này chỉ yêu một người cưới một người. Ai nói thân phận cao quý dễ lấy vợ chứ, suýt nữa là cô đơn đến già rồi đấy. Kết chuyện là đại hôn của Từ Canh và Đại Trần, thái tử đón thái tử phi, vạn dặm hồng trang, pháo hoa rực trời. Để mãi về sau người đời nhắc đến đế hậu đều là đế vương si tình, hoàng hậu tài ba giúp non sông đại lương, phồn vinh thịnh vượng. Còn cảm nghĩ của Từ Canh sau khi đại hôn, ngồi lẻ loi nhìn Đại Trần tính xem đống cùng nghèo như thế nào, rồi lại nhìn thấy tài sản sổ sách của Đại Trần chính là sao giống như ta bị bao nuôi quá vậy? Xuyên suốt trong chuyện là quá trình phấn đấu của Từ Canh, là câu chuyện lập nghiệp của Đại Trần, là quá trình đem những sáng chế hiện đại vào cuộc sống cổ đại để phát triển đất nước. Chuyện không có nhiều tình huống gay cấn, dễ đọc cũng dễ thở. Bên cạnh đó còn có rất nhiều tình tiết giờ khóc giờ cười, thích hợp thư giãn. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mời các bạn cùng nghe một phần trích đoạn trong chuyện Hoàng đế bệ hạ hắc hóa chương 10. Đang do dự, Từ Canh chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có người lớn tiếng quát. Rõ ràng là các ngươi cố ý va vào muốn lừa gạt người ta hả? Đừng tưởng rằng không có người nhìn thấy, ta ở trên lầu đã nhìn thấy tận mắt. Mọi người nghe tiếng cùng nhau ngẩng đầu lên, Từ Canh cũng ngưng thần nhìn lại. Cửa sổ trên đỉnh đầu lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, tóc đen, làn da trắng như tuyết. Đúng lúc ánh mặt trời soi sáng gương mặt hắn, dường như cả người tỏa ra ánh sáng. Từ Canh híp mắt, có chút sững sờ. Đây không phải là nhị lang của Tân gia sao? Nửa tháng trước bọn họ từng gặp qua một lần. Ở trong trí nhớ của Từ Canh, nhị lang của Tân gia là một hài tử thật thà phúc hậu. Tuy không nhanh trí tài giỏi như Tuân Thị Hòa, nhưng cũng chững chạc kiên định hiếm thấy, giống với Tân Thái Phó nhiều hơn là giống với Tân Nhất Lai. Nhưng hôm nay vừa nhìn, tiểu thiếu niên này cũng có vài phần dũng khí. Chừng cái gì mà chừng? Đừng nghĩ rằng đám các ngươi nhiều người thì ta sẽ sợ ngươi. Đại Trần chống nạnh, lòng đầy căm phẫn. Không phải là các ngươi muốn đi gặp quan sao? Vừa rồi ta đã phái người đến nhà môn báo án, lập tức sẽ có sai dịch đến. Các ngươi có gan thì đừng đi. Mấy tên liều manh nào có sợ nào, lập tức có người hướng về phía trên lầu mắng to, ồ ngôn uế ngữ bên tai không dứt. Sắc mặt Đại Trần không thay đổi chút nào, duỗi đầu ngón tay ra hướng vào trong phòng ngoắc ngoắc. Rất nhanh, cửa sổ lại có thêm hai hộ vệ cào lớn lực lưỡng. Khuôn mặt hai người lạnh lùng, khí phách hung hãn. Bọn liều manh lập tức choáng váng. Người nhìn ta nhìn người, nháy mắt với nhau, biết điều rút lui. Đột nhiên Từ Canh rất muốn cười. Tiểu nhị lang của Tân gia này thật sự là không giống như trong tưởng tượng của hắn. Đã có người giúp đỡ giải vây, tất nhiên Từ Canh muốn nói lời cảm tạ. Đợi đến khi đi lên nhã gian của tiểu lâu, đứng rất gần, hắn mới phát hiện mặc dù dáng dấp của vị công tử này có vài phần tương tự với nhị lang của Tân gia, nhưng cũng không phải là cùng một người. Hơn nữa, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một người xa lạ. Trong đầu Từ Canh đột nhiên lóe lên ánh sáng. Chẳng lẽ ngươi là tam lang của Tân gia? Hắn biết Tân phu nhân Hoàng thị sinh hai cặp sinh đôi, về phần nam nữ lại không rõ ràng. Hôm nay bỗng nhiên gặp Đại Trần và Thụy Dương có dáng dấp giống nhau như đúc, lại là một thân nam trang, dĩ nhiên ấn tượng ban đầu sẽ cho rằng đây là tam lang của Tân gia. Thân thể Đại Trần cứng đờ, bởi vì Thụy Dương thích đọc sách, ngày thường phần lớn thời gian đều ở trong thư viện, người biết đệ ấy không nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì Thụy Dương sinh muộn hơn nàng, cho nên khi Đại Trần hành tẩu bên ngoài đều tự xưng là Tân gia nhị lang.
Nhưng hôm nay lại kỳ quái là vị này tại sao lại gọi nàng là Tam Lang? Vị lang quân này đã từng gặp nhị huynh của ta. Đại Trần mặc dù không tình nguyện, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì gọi Thị Sương là huynh trưởng. Lúc trước từng gặp qua một lần. Nếu đã biết là người của Tân gia, thái độ của Từ Cạnh càng hiền hòa hơn. Hôm nay Cố Tử Giám không có giờ học sao? Đã từng gặp qua Thụy Dương, còn biết đệ ấy đọc sách ở Cố Tử Giám. Rốt cuộc vị này là ai? Đại Trần hoài nghi nói. Lang quân họ gì? Ta họ Cố tên Hồng, là con cả trong gia đình. Tất cả mọi người đều gọi ta là Cố Đại Lang. Từ Cạnh có ý đùa giỡn, mượn thân phận của Võ Anh Hầu Phủ. Ta có hai vị biểu huynh đọc sách ở Cố Tử Giám, vì thế đã từng gặp nhị lang. Dáng dấp của Từ Cạnh anh tuấn lại là một quý công tử ăn mặc đẹp đẽ, và lại lời nói thần khiết, ánh mắt trong suốt. Cố Đại Trần không nghi ngờ gì. Hóa ra là Cố huynh, ta thật sự là tam lang của Tấn gia. Chẳng qua là ta không thể so với đại huynh. Nhị huynh thông minh, thuở nhỏ không thích đọc sách, chỉ biết được ít chữ. Nếu cũng đi vào Cố Tử Giám, không phải đã vứt hết mặt mũi của tổ phụ ta sao? Nàng nói đến chỗ này khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng châu ngọc ngay thẳng sáng ngời, làm cho người ta không khỏi sinh lòng háo cảm. Ở trong lòng Tư Canh, người của Tân gia, một là cổ hủ bảo thủ lại trung thành và tận tâm như Tân lão gia tử, hai là thông minh tuyệt đỉnh, giàu hoạt quỷ quyệt giống như Tân Nhất Lai. Ngay cả Tân Thụy Hòa từ còn nhỏ cũng là nhân vật hùng hữu khâu khác. Không ngờ Tân gia thế cũng có một Tân tam lang thẳng thắn đại khí, không thích đọc sách như vậy. Tư Canh có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng. Đừng nói tới sách vở nữa, vừa nhắc tới ta lập tức đau đầu. Từ Cảnh thoải mái ngồi xuống, Kim Tử cúi đầu đứng sau lưng hắn. Vì từ nhỏ đến lớn đã bị mắng rất nhiều lần, đến bây giờ lão nhân vẫn còn nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà ta đoán được cuộc sống của huynh còn khó khăn hơn. Nghe nói vài vị lang quân của Tân gia đều thông minh tuyệt đỉnh. Đại lang 18 tuổi đã thi trúng cử nhân, thứ hạng cũng không thấp. Có huynh trưởng như vậy, thật sự là lòng chua xót. Đại Trần cười lớn lắc đầu. Cũng may gia vụ không phải là người cổ hủ, nói đọc sách là để hiểu rõ lý lẽ, chứ từng ép buộc ta đi khoa khảo. Tần đại nhân thật sự là sáng suốt. Từ Cảnh nghe vậy cảm thấy bất ngờ. Hắn biết Tần Nhất Lai cũng không phải là người ôn nhu dễ nói chuyện như thế. Chẳng lẽ là bởi vì cương triều tiểu tam lang? Đúng rồi, còn chưa tạ ơn tam lang đã binh vực lễ phải. Nếu không phải là huynh lên tiếng hỗ trợ, hôm nay ta sẽ bị những tên vô lại kia dây dưa. Đại Trần không cho là đúng, vung tay lên. Tiện tay mà thôi, Cố huynh không cần phải khách khí. Có điều là sau này ra khỏi cửa, huynh nên nhớ mang theo nhiều hạ nhân. Bọn liều manh là những kẻ mềm nắn rắn buông, thấy các huynh nhiều người sẽ không dám trêu chọc. Từ Cảnh vội vàng đồng ý, lại cười danh mãnh nói. Tam lang tuổi còn nhỏ lại nói chuyện rõ ràng mạch lạc, tại hạ thật sự là bội phục không thôi. Thực sự không có gì, chỉ có một chút kiến thức rộng rãi mà thôi. Huynh đừng thấy ta trẻ tuổi đọc ít sách, những thủ đoạn vặt vãnh trên phố phường ta cũng đã thấy nhiều. Mặc dù ta đọc sách không được, nhưng xử lý công việc lặt vặt cũng không tệ. 10 tuổi đã bắt đầu học cách xử lý các công việc lặt vặt trong phủ. Đại Trần ngoài miệng khách khí, nhưng trong lòng lại rất cao hứng, ngước đầu lên không khỏi đắc ý, mắt to vừa sáng. Thấy thế Từ Canh buồn cười trong lòng, nhưng ngoài miệng lại liên tục khen. Tam lang thật tài giỏi. Đại Trần nghe vậy càng cao hứng. Thuở nhỏ nàng được hoàng thị dạy dỗ nuôi lớn, tính cách và sở thích của bản thân rất khác với những khuê tú bình thường. Mặc dù cũng học chút cầm kỳ thư họa, nhưng cũng không tinh thông, cũng không đọc sách của các thánh nhân, mà phần lớn là các sách sử và du ký. Kiến thức mặc dù phong phú, nhưng mỗi lần tụ hội với các thiên kim quê tú của các phủ khác đều không tới. Mượn danh nhị lang ra ngoài giao thiệp, mọi người luôn lập ba câu không rời khỏi vấn đề thi cử. Những năm gần đây, ngoại trừ cha mẹ huynh đệ trong nhà, đây là lần đầu tiên có người thật lòng thật dạ khen ngợi nàng. Đại Trần cao hứng, cảm thấy vị Cố huynh này là một người thẳng thắn sáng suốt hiếm thấy, quả thực là mới quen mà như đã thân. Cố huynh đoán xem hôm nay ta ra khỏi phủ là vì chuyện gì? Nàng không đợi Từ Canh trả lời, lập tức cười tự mình công bố đáp án. Phủ của chúng ta không thể so với những thế gia quyền quý của kinh thành, nên móng yếu, huynh đệ tỉ muội lại nhiều. Mắt thấy từng người sẽ lớn lên, phải sớm chuẩn bị tiền bạc kết hôn thật tốt, cho nên ta suy nghĩ nên kiếm tiền như thế nào đây. Nói đến kiếm tiền, Tân tiên sinh là cao thủ đó. Từ Canh nghĩ trong lòng, năm đó bọn họ bị phản binh đuổi chạy tới Giang Nam, không có tiền không có binh, vô cùng thảm hại, phải dựa vào tuyệt bút của Tân tiên sinh để kiếm bạc. Thủ đoạn kiếm tiền quả thực khiến cho người ta phải khen ngợi. Vị tiểu tam lang của Tân gia này không biết đã học được mấy phần thủ đoạn của Tân tiên sinh. Tam lang có chủ ý gì?
Tử Cảnh xoa xoa hai tay tiến lại gần, mặt dày nói: "Vừa khéo trong tay ta có chút tiền dư, nếu như Tam Lang làm ăn cũng được quyền hợp tác." Cố huynh muốn hợp tác làm ăn với ta sao? Đại Trần vừa mừng vừa sợ, lại có chút ngoài ý muốn. Huynh cũng không biết ta định buôn bán cái gì, không sợ ta làm mất hết tiền của huynh sao? Con trai của tân tiên sinh chắc chắn sẽ không kém. Lui một vạn bước trời cao biển rộng, tiểu Tam Lang trẻ tuổi tính toán không được chu toàn, không phải phía sau còn có tân tiên sinh sao? Ông ta sẽ không thể trơ mắt nhìn con mình bị lỗ vốn. Trong lòng Tử Canh vô cùng đắc ý, trên mặt càng thêm thành khẩn. Không bằng Tam Lang nên cẩn thận suy nghĩ. Rốt cuộc Đại Trần vẫn còn nhỏ tuổi, tâm tư đơn thuần, bị Tử Canh dụ dỗ như vậy, càng cảm thấy hắn chính là trí kỷ, vô cùng cao hứng, dứt khoát gọi tiểu nhị trong tiệm mang lên một bầu rượu, kéo cái ghế nhích lại gần bên cạnh Tử Canh, tự mình rót một chén cho hắn, nghiêm mặt nói: "Cố huynh thật là khí phách, từ từ nghe ta nói." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.